Ngay khi máy bay đáp xuống đường băng, hành khách Satoshi Yamake, 59 tuổi, đang trở về từ Tokyo sau khi thăm họ hàng, bất ngờ nghe thấy âm thanh lạch cạch và một tiếng nổ lớn khiến động cơ bốc cháy dữ dội. Tôi cảm thấy máy bay nghiêng sang một bên trên đường băng và có một cú va chạm lớn. Trong cabin có mùi khói. Các tiếp viên kêu gọi mọi người bình tĩnh và yêu cầu chúng tôi xuống máy bay. Theo các nhân chứng trên chuyến bay JAL 516, khi ngọn lửa bắt đầu bao trùm máy bay, khói bắt đầu tràn vào khoang hành khách. Vào thời khắc quan trọng, các tiếp viên đã giữ bình tĩnh, hướng dẫn khách hàng cúi người, bịt mũi và miệng, kêu gọi họ hợp tác trong lúc chờ máy bay dừng hẳn. Tôi không thấy sợ. Ai cũng sơ tán trong trật tự, nên tôi nghĩ chúng tôi sẽ ổn thôi. Tôi chỉ có thể nói đó là một phép lạ. Chúng tôi có thể đã chết nếu sơ tán muộn. Các tiếp viên đã hướng dẫn chúng tôi thoát ra ngoài bằng thang trượt. Họ cũng dùng loa phóng thanh để hướng dẫn chúng tôi. Dù có người kêu la, nhưng hầu hết mọi người đều bình tĩnh, không đứng lên khỏi ghế và chờ. Nhờ sự hướng dẫn của các tiếp viên, hành khách đã bỏ lại toàn bộ hành lý xách tay, bình tĩnh di chuyển theo hướng được chỉ. Toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn rời khỏi máy bay trong vòng 5 phút kể từ khi phi cơ dừng hẳn trên đường băng. Theo các quy tắc an toàn, các nhà thiết kế máy bay phải chứng minh rằng một chiếc máy bay có thể sơ tán chỉ trong 90 giây và có 50% lối thoát hiểm nếu xảy ra tai nạn. Nhưng tất nhiên, các cuộc thử nghiệm thường diễn ra trong điều kiện rất bình tĩnh và không có yếu tố trẻ em, người có vấn đề về di chuyển. Đáng ngạc nhiên là trong tình huống bất ngờ, nhưng phi hành đoàn vẫn phán đoán tình hình và đưa ra phương án thoát hiểm kịp thời, an toàn. Điều này không chỉ phản ánh những hành động phi thường của phi hành đoàn, mà còn ở thái độ ứng xử và trật tự của chính hành khách vào giờ phút căng thẳng cực độ. Mất khoảng 90 giây để ngọn lửa cháy xuyên qua thân máy bay. Dựa trên những con số đó, hành khách và phi hành đoàn gần như phải tự mình xử lý trong khoảng 1 đến 2 phút đầu tiên, trước khi có sự giúp đỡ. Cũng theo giáo sư Jeffrey Bright, cuộc sơ tán thành công cũng cho thấy độ bền của máy bay hiện đại và chúng được thiết kế tốt như thế nào. Ngành hàng không Nhật Bản có thành tích an toàn cao, không có sự cố chết người nào liên quan đến máy bay thương mại trong thế kỷ này. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên trên thế giới liên quan tới Airbus A350 kể từ khi máy bay này được đưa vào sử dụng từ năm 2015.